Nhắc tới chương trình rửa hoa quả thì đây là một điểm thú vị trên Coacher KDEU8839. Nhờ hệ thống vòi phun áp suất cao tạo ra bọt khí, tác động trực tiếp lên bề mặt rau củ quả, loại bỏ các bụi bẩn và vi sinh vật bám trên bề mặt. Với chức năng này sẽ không kích hoạt chế độ muối và nước trợ xả nên an toàn tuyệt đối. Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Việt Anh xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn dòng máy rửa bát 8 bộ với khả năng làm sạch và sấy khô vượt trội đến từ thương hiệu Coacher. Nằm trong series sản phẩm máy cao cấp đa chức năng thế hệ mới, Coacher KDEU8839 là dòng máy cao cấp được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới. Đặc biệt, khả năng diệt khuẩn vượt trội nhờ khí ozone và tia UV chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho người tiêu dùng. Và chiếc máy này có điểm gì đặc biệt? Đầu tiên, Việt Anh xin mời quý vị hãy cùng quan sát thiết kế phía bên ngoài. Việt Anh thấy rằng đây là một chiếc máy rất là hiện đại và chắc chắn. Phía mặt trước được trang bị kính cường lực đen bóng sẽ góp phần mang lại sự sang trọng trong không gian bếp của nhà bạn. Đặc biệt, tay cầm được thiết kế hài hòa kết hợp cùng thiết kế nhỏ gọn sẽ mang đến sự lựa chọn cho việc đặt độc lập hay đặt bán âm. Được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu EN50242, KDEU8839 đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A++, giúp máy có lượng tiêu thụ nước chỉ khoảng 6-7 lít trên một lần rửa, điện năng tiêu thụ khoảng 0,9 kWh trên một lần rửa. Khoang máy được làm 100% bằng inox không gỉ 304, đảm bảo cho máy hoạt động bền bỉ với môi trường nhiệt độ cao. Quý vị và các bạn có thể thấy là thiết kế của chiếc máy này cũng khá là gọn gàng. Tuy nhiên là công suất rửa lại lên tới 8 bộ bát đĩa châu Âu, tương đương với 2 mâm cơm thông thường của người Việt Nam. Do đó là chiếc máy này hoàn toàn phù hợp với những gia đình có từ 2 đến 6 thành viên. Đối với người lần đầu tiên sử dụng thì các bạn sẽ thao tác lần lượt như sau. Trước tiên Việt Anh sẽ mở khoang máy ra và nhấc dàn cuối cùng để các bạn có thể quan sát được kỹ hơn. Thì đây là khoang chứa hộp muối. Muối sử dụng trong máy rửa bát là loại muối chuyên dụng, rất quan trọng. Có vai trò làm mềm nước và loại bỏ các cặn tạp chất trong nước, giúp cho các vật dụng của chúng ta không bị bám cặn canxi và trở nên sạch sẽ hơn. Chúng ta sẽ đổ muối lần lượt theo thao tác như sau. Các bạn sử dụng phễu và đổ thật đầy vào hộp chứa. Sau đó chúng ta đổ nước. Các bạn cũng đổ đầy. Đàn trong này nó có cái vạch đánh dấu, gọi là vạch tối đa, thì các bạn cũng đổ thật nhiều. Sau đó chúng ta vặn đậy nắp lại hộp đựng muối và khởi động chương trình rửa nhanh để giúp muối không làm hỏng lọc, bơm hay là một số bộ phận quan trọng khác của máy. Hiện nay trên thị trường thì có một số loại viên rửa all-in-one, tức là đã có sẵn muối ở trong đó, khá là tiện. Tuy nhiên, theo lời khuyên của nhà sản xuất thì chúng ta vẫn nên bổ sung muối để cho máy đảm bảo được độ bền cũng như luôn luôn ở tình trạng hoạt động tối ưu nhất. Loại muối làm mềm nước thì cũng không quá đắt, và mỗi lần đổ đầy bình chứa như thế này thì cũng phải rất lâu sau chúng ta mới cần bổ sung. Và lượng muối tiêu thụ nhiều hay ít thì cũng tùy thuộc vào chất lượng nước của mỗi gia đình. Và khi mà lượng muối đã hết thì trên màn hình sẽ hiển thị đèn cảnh báo để chúng ta biết rồi có thể bổ sung thêm. Tiếp theo là ngăn chứa nước trợ xả. Thì tương tự như hộp đựng muối, các bạn mà vặn nắp, sau đó đổ đầy nước trợ xả vào phía bên trong. Nước trợ xả này thì có tác dụng làm tăng cường độ khô cũng như độ bóng cho vật dụng. Sau quá trình rửa mà các bạn thấy bát đũa của chúng ta không được khô như bình thường thì có nghĩa là nước trợ xả đã hết mà chúng ta không biết. Do vậy, trong quá trình sử dụng hàng ngày, các bạn cũng thường xuyên kiểm tra để chúng ta luôn luôn có sẵn sàng nước trợ xả ở phía bên trong. Ở phía bên cạnh là ngăn đựng chất tẩy rửa. Chúng ta có thể dùng viên rửa hoặc bột rửa tùy theo nhu cầu của mỗi gia đình. Và ngày nay trên thị trường thì đang có những loại chất tẩy rửa rất thông dụng như Somat và Finish được khuyên dùng dành cho máy rửa bát. Và theo kinh nghiệm thì từ 3 tháng đến 6 tháng thì chúng ta mới cần bổ sung thêm muối hay là nước trợ xả khi có đèn cảnh báo xuất hiện trên màn hình. Còn trong quá trình sử dụng hàng ngày thì các bạn có thể sử dụng viên rửa hoặc bột rửa là được. Tiếp theo, Việt Anh xin mời quý vị cùng quan sát vào phía bên trong của khoang rửa. Dưới đáy khoang rửa là ngăn đựng rác. Thì tại đây là nơi lưu trữ các thức ăn còn sót lại và chúng ta có thể tháo ra một cách dễ dàng để chúng ta có thể vệ sinh. Và với ngăn đựng rác này thì chúng ta nên vệ sinh hàng tháng để đảm bảo máy luôn luôn được hoạt động trong trạng thái tốt nhất và không xuất hiện mùi hôi trong khoang máy. Coacher KDEU8839 được trang bị bảng điều khiển cảm ứng và màn hình điện tử giúp chúng ta dễ dàng thao tác
cũng như quan sát được các thông tin về các chương trình rửa của máy. Máy được trang bị tới 6 chương trình rửa khác nhau và ở mỗi chương trình thì đều được cài đặt cái mức nhiệt độ nước khác nhau cũng như thời gian rửa khác nhau. Ngoại trừ chương trình rửa hoa quả thì các chương trình còn lại đều được rửa bằng nước nóng với nhiệt độ thấp nhất là 65 độ C. Ngoài ra thì các chương trình cũng được tích hợp sẵn hai chương trình diệt khuẩn hiện đại nhờ khí ozone và tia UV giúp cho vật dụng của chúng ta được làm sạch và khử khuẩn lên tới 99%. Nhắc tới chương trình rửa hoa quả thì đây là một điểm thú vị trên Kocher KDEU8839. Nhờ hệ thống vòi phun áp suất cao tạo ra bọt khí, tác động trực tiếp lên bề mặt rau củ quả, loại bỏ các bụi bẩn và vi sinh vật bám trên bề mặt. Với chức năng này sẽ không kích hoạt chế độ muối và nước trợ xả nên an toàn tuyệt đối. Một số chương trình rửa thì được hỗ trợ chức năng storage, tức là chức năng rửa lưu trữ. Khi chạy chức năng này thì không khí sẽ lưu thông liên tục trong 72 giờ, giúp cho lồng máy luôn luôn được khô ráo. Và cũng trong trạng thái này thì bộ phận tạo ozone sẽ giải phóng ozone khử trùng theo chu kỳ là 2 tiếng một lần. Đèn UV cũng sẽ được kích hoạt để ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu và cài đặt chương trình rửa của máy. Đầu tiên, để máy bắt đầu hoạt động thì các bạn ấn phím nguồn Power. Sau đó kiểm tra hệ thống đèn cảnh báo. Sẽ có hai đèn cảnh báo, đó là cảnh báo muối và cảnh báo nước trợ xả. Nếu đèn cảnh báo bật đỏ thì các bạn hãy kiểm tra lại các bước mà Việt Anh đã hướng dẫn từ ban đầu các bạn nhé. Máy thì được trang bị 6 chương trình rửa khác nhau, bao gồm rửa chuyên sâu với nhiệt độ 70 độ C, rửa thường 68 độ C, rửa tiết kiệm Eco 68 độ C, chế độ rửa nhanh Rapid 65 độ C, chế độ tráng hoa quả, chế độ diệt khuẩn 73 độ C. Đây là chế độ rửa với nhiệt độ cao nhất kết hợp chế độ diệt khuẩn, sẽ rất phù hợp khi bạn muốn tiệt trùng các đồ dùng dành cho bé, ví dụ như bình sữa chẳng hạn. Máy thì cũng được tích hợp chế độ hẹn giờ timer để cài đặt giờ trước khi rửa. Và khi máy hoạt động thì các bạn có thể sử dụng chức năng khóa trẻ em đối với những gia đình có trẻ nhỏ. Đối với những bữa ăn thông thường thì các bạn nên sử dụng chế độ rửa kỹ, bởi vì với chế độ này thì các vật dụng sẽ được rửa với chu trình rửa chuyên sâu nhất. Công suất rửa của máy lên tới 8 bộ bát đĩa châu Âu, tương đương với 2 mâm cơm thông thường của người châu Á. Do vậy, máy được trang bị 2 dàn rửa linh hoạt kèm theo một giỏ đựng các vật dụng như thìa, đũa hay là dao. Một điểm nổi bật làm Kocher KDEU8839 vượt trội hơn so với những dòng máy trên thị trường, đó chính là việc thiết kế cái vị trí của nan xếp trên dàn rửa. So với những dòng máy nhập khẩu từ châu Âu, thường là có những thiết kế nan xếp rất là hẹp, gây khó khăn trong việc xếp bát con hay các loại bát thông thường sử dụng trong mâm cơm của người châu Á. Tuy nhiên, điều này lại vô cùng dễ dàng đối với Kocher KDEU8839 khi mà cải tiến cái vị trí của các nan xếp trở nên phù hợp và dễ dàng hơn, cũng như là luôn đảm bảo cái độ nghiêng cần thiết để nước tồn đọng dưới chôn bát có thể trôi đi một cách dễ dàng. Và các bạn có thể quan sát cách Việt Anh sẽ xếp những loại bát vào dàn xếp như sau, hoàn toàn rất đơn giản, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xếp lần lượt các cái bát theo vị trí của các nan xếp đã được thiết kế như thế này. Với hai dàn rửa sẽ rất phù hợp với nhiều kiểu sắp xếp bát đũa nồi chảo khác nhau. Tuy nhiên, quý vị và các bạn có thể tham khảo những cách sắp xếp dưới đây. Dàn thứ nhất, bạn có thể dùng để xếp các bát ăn cơm nhỏ, bát to và một số đĩa xài phù hợp. Dàn thứ hai, với khoảng cách rộng hơn thì có thể dùng xếp nồi chảo và các đĩa xài to. Ngoài ra, các vật dụng như đũa, thìa, dao dĩa hay kéo, bạn có thể xếp chúng ở khay đựng như thế này. Lưu ý là sau khi xếp xong thì hãy kiểm tra các vật dụng có bị vướng vòi phun không các bạn nhé. Để quý vị và các bạn có thể nắm rõ được các bước thao tác thì sau đây Việt Anh sẽ tóm tắt lại các bước như sau. Sau khi chúng ta đã sắp xếp bát đũa và xong nồi đã đầy đủ ở phía bên trong khoang máy như thế này rồi, chúng ta sẽ đóng cửa lại và khởi động máy. Tiếp theo, nhấn nút nguồn để máy bắt đầu hoạt động. Hãy nhớ kiểm tra các đèn cảnh báo trước khi lựa chọn chương trình hoạt động.
và luôn luôn đổ đầy muối và nước trợ xả để máy luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất. 3. Ấn phím P Program để lựa chọn chương trình rửa phù hợp. Sau đó bạn nhấn phím Start để máy bắt đầu hoạt động. 4. Bạn cũng có thể lựa chọn thêm các chức năng hẹn giờ hoặc khóa trẻ em. Sau đó ấn Start. Máy rửa bát 8 bộ đa chức năng Kocher KDEU 8839 với khả năng rửa sạch và diệt khuẩn vượt trội chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình có trẻ nhỏ. Đặc biệt sẽ giúp chị em phụ nữ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bản thân và gia đình.